Rồi, bạn nói trình. Dạ, alo, em chào anh ạ. Dạ, em trình bệnh án. Dạ, bệnh án một hành chính, họ và tên Vương Văn Ba, giới tính nam, sinh năm 1958, 64 tuổi, địa chỉ 426B sạc 79 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, ngày nhập viện 7:30 ngày 10 tháng 4 năm 2022, phòng 6630 khoa nội tiêu hóa bệnh viện Thống Nhất. Lý do nhập viện là tiêu phân đen. Bệnh sử: cách nhập viện một ngày, bệnh nhân đi tiêu phân đen 3 lần, sệt lượng vừa, không xử trí. Bệnh nhân chưa từng tiêu phân đen trước đây. Cách nhập viện 2 tiếng sau ăn, bệnh nhân bắt đầu nôn ra dịch màu đen kèm thức ăn, lượng dịch đen khoảng 300 ml, sau đó đi tiêu ra phân đen lỏng một lần, mùi tanh kèm chóng mặt, vã mồ hôi, nên nhập viện bệnh viện Thống Nhất. Trong quá trình bệnh nhân không đau ngực, không có cảm giác nóng rát sau xương ức, không ho, không đau bụng, không ở hơi ở chua. Trước đó bệnh nhân không tiêu phân đen, ăn uống được, tiểu vàng trong một lần một ngày, không phù, không sốt. Trong 3 tháng nay bệnh nhân sụt 7 kg. Tình trạng lúc nhập viện: bệnh nhân tỉnh, môi hồng, SpO2 98%, SpO2 21%, niêm hồng nhạt, tri ấm, CRT nhỏ hơn 2 giây, sinh hiệu mạch 100 lần một phút, nhiệt độ 37,4 độ C, nhịp thở 20 lần một phút, huyết áp 135 trên 85 mm thủy ngân, phổi trăm, ông phế bào đều hai bên, không ren, tim đều rõ, bụng mềm, son dạ dày ra dịch đỏ tươi, cổ mềm, không dấu thần kinh định vị, da không dấu xuất huyết, không hồng ban, hỏng sạch, diễn tiến từ lúc nhập viện đến lúc khám. Một ngày sau nhập viện, bệnh nhân hết nôn ra máu, son dạ dày dịch trong, ăn uống kém, còn đi tiêu phân đen sệt ngày 2 lần, lượng vừa, mùi tanh. Tiền căn bản thân về nội khoa: bệnh nhân có đái tháo đường type 2, được chẩn đoán tại bệnh viện Thống Nhất cách đây 6 tháng. Đây được điều trị insulin chích. Bệnh nhân tái khám đều viêm gan siêu vi. Tới cái màn hình nó không chạy cái bệnh án rồi tiếp rồi thấy rồi Viêm gan siêu vi C cách đây 11 năm, được chẩn đoán tại bệnh viện Cần Thơ, không rõ điều trị. Tăng huyết áp độ 1, đang điều trị với bisoprolol 2,5 mg. Ca gan được chẩn đoán tại bệnh viện Thống Nhất cách đây 1 năm và đang hóa trị. Không sử dụng các thực phẩm như tiết canh, không dùng thuốc sắt, bismuth. Ngoại khoa chưa ghi nhận. Thói quen uống rượu bia khoảng 30 năm, lượng 300 g một ngày, đã bỏ 1 năm. Về COVID-19, bệnh nhân đã tiêm đủ 3 mũi vaccine và mũi 3 vào ngày 18 tháng 1. Về tiền căn gia đình là chưa ghi nhận tiền căn các bệnh lý xơ gan, ung thư gan, tim mạch, đái tháo đường. Lượt qua các cơ quan: 8 giờ ngày 15 tháng 4, hô hấp không khó thở, không ho, tim mạch không đau ngực, không hồi hộp đánh trống ngực, tiêu hóa bụng mềm, còn tiêu phân đen sệt 2 lần một ngày, mùi tanh, không đau bụng, tiết niệu, tiểu không gắt bút, tiểu không lắt nhắt, nước tiểu vàng trong, thần kinh cơ xương khớp không yếu liệt cơ, không đau khớp, chuyển hóa, bệnh nhân không sốt, không phù. Khám lâm sàng 9 giờ ngày 15 tháng 4, tổng trạng bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, môi hồng, khí trời, niêm hồng nhạt, tri ấm, CRT nhỏ hơn 2 giây, sinh hiệu mạch đều rõ 120 lần một phút, nhịp thở đều êm 20 lần một phút, huyết áp 110 trên 60 mm thủy ngân, nhiệt độ 37,3 độ C, không hồng ban, không chấm xuất huyết ở da, không lòng bàn tay son, không ngón tay dùi trống, không dấu móng trắng, hạch ngoại biên không sờ chạm, không phù. Khám đầu mạch cổ, kết mạc mắt không vàng, niêm mạc mắt hồng, môi hồng, tai mũi họng không chảy dịch bất thường, lưỡi không dơ, họng sạch, tuyến giáp không to, khí quản không lệch, không sợ thấy hạch cổ. Khám ngực, lồng ngực cân đối, di động đều theo nhịp thở, không rút lõm ngực, không có sẹo mổ cũ, tim đều 120 lần một phút, T1, T2 đều rõ, không âm thổi bất thường, âm phế bào êm dịu hai phế trường, không có ran, không ran. Bụng không sẹo mổ cũ, không tuần hoàn bàn hệ, bụng mềm, không điểm đau khô trú, phản hồi gan tĩnh mạch cổ âm tính, gan lắt không sờ chạm, thần kinh cổ mềm, không dấu thần kinh định vị, cơ xương khớp không có giới hạn vận động. Tóm tắt bệnh án: bệnh nhân nam 64 tuổi nhập viện vì tiêu phân đen. Qua hỏi bệnh và thăm khám ghi nhận được triệu chứng cơ năng, tiêu phân đen sệt kèm ói ra dịch đen, chóng mặt, vã mồ hôi, sụt cân 7 kg trong vòng 3 tháng, mệt mỏi, không ho, không sốt, không đau bụng. Về triệu chứng thực thể: bụng mềm, không dấu sao mạch,
không giấu lòng bàn tay son, không tuần hoàn bàn hệ, phản hồi gan tĩnh mạch cổ âm tính, niêm nhạt, tiền căn ca gan, viêm gan C mạn, tăng huyết áp độ 1 và đái tháo đường tiếp 2. Đặt vấn đề có hội chứng xuất huyết tiêu hóa, hội chứng thiếu máu, viêm gan C mạn, ca gan, tăng huyết áp, đái tháo đường. Chẩn đoán sơ bộ, xuất huyết tiêu hóa trên mức độ trung bình nghi do vỡ giãn tĩnh mạch thực quản, rốc can nguy cơ cao. Trên nền bệnh nhân bị ca gan, tăng huyết áp, đái tháo đường tiếp 2 và theo dõi thiếu máu. Chẩn đoán phân biệt là xuất huyết tiêu hóa trên mức độ trung bình do loét dạ dày tá tràng. Trên nền bệnh nhân bị ca gan, tăng huyết áp, đái tháo đường tiếp 2 và theo dõi thiếu máu. Về phòng bị lâm sàng, hội chứng về hội chứng xuất huyết tiêu hóa, về vị trí thì bệnh nhân có nôn ra dịch màu đen lẫn thức ăn, không ho, không nặng ngực nên và có tiêu phân đen nên nghĩ nhiều xuất huyết tiêu hóa trên. Về mức độ, bệnh nhân có chóng mặt, vã mồ hôi, niêm nhạt, sinh hiệu lúc nhập viện của bệnh nhân là huyết áp 135/85, nhịp thở 20 lần, mạch 100 lần nên mức độ là trung bình. Về đoán diễn tiến, hiện bệnh nhân có sinh hiệu ổn nhưng mà còn đi tiêu phân đen sệt mùi tan 2 lần một ngày nên là xuất huyết tiêu hóa đang tiếp diễn. Về nguyên nhân của xuất huyết tiêu hóa thì nguyên nhân loét dạ dày tá tràng ở bệnh nhân không có đau bụng, không có tiền căn sử dụng thuốc, các thuốc gây loét dạ dày như NSAID hay aspirin nên ít nghỉ nhưng vẫn chưa loại trừ được do bệnh nhân có nôn ói có liên quan đến bữa ăn và bệnh nhân lớn tuổi đang điều trị đái tháo đường nên có thể triệu chứng loét dạ dày tá tràng ở bệnh nhân không điển hình và nên cần làm thêm nội soi để kiểm tra ổ loét. Về nguyên nhân vỡ giãn tĩnh mạch thực quản, nghĩ nhiều trên bệnh nhân này vì bệnh nhân có tiền căn nhiễm viêm gan C không rõ điều trị, có bệnh lý chuyển hóa là đái tháo đường và đang được điều trị ung thư gan. Tuy mặc dù trên lâm sàng chưa có hội chứng suy tế bào gan và tăng áp lực tĩnh mạch cửa nhưng vỡ giãn tĩnh mạch thực quản có thể là triệu chứng đầu tiên của sơ gan nên có làm nội soi tiêu hóa trên để kiểm tra. Nguyên nhân ung thư đường tiêu hóa trên gây xuất huyết, bệnh nhân có sụt cân trong 7kg trong vòng 3 tháng nhưng không có các triệu chứng như nuốt nghẹn, nuốt khó hoặc là tiêu máu ẩn nên ít nghỉ nhưng vẫn chưa loại trừ được. Cần làm nội soi dạ dày tá tràng để chẩn đoán và loại trừ. Về nguyên nhân rối loạn đông máu, bệnh nhân không mắc các bệnh lý huyết học, cũng không sử dụng các thuốc khác kháng đông, ít nghỉ nhưng vẫn chưa loại trừ được do bệnh nhân có thể đang bị sơ gan. Đã bình luận ở phần trên nên cần làm thêm các cận lâm sàng là chức năng đông máu. Hiện tại bệnh nhân hết chóng mặt, tĩnh mạch 80 lần một phút, huyết áp 120/70, tiểu bình thường, tuy nhiên còn tiêu phân đen sệt nhiều nên nghĩ tình trạng bệnh nhân chưa ổn. Phân tầng nguy cơ theo rất can lâm sàng, bệnh nhân 64 tuổi, 1 điểm mạch lớn hơn 100 lần một phút, 1 điểm. Bệnh nhân có bệnh ác tính là ung thư gan nên là 3 điểm, tổng là 5 điểm nên là nguy cơ cao. Về vấn đề thiếu máu, bệnh nhân có chóng mặt, vã mồ hôi, da niêm nhạt nên cần theo dõi thiếu máu ở bệnh nhân. Về vấn đề ung thư gan, bệnh nhân có tiềm căn viêm gan siêu vi C và được chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào gan cách đây 1 năm. Hiện tại bệnh nhân có sụt cân 7kg trên 3 tháng. Nên làm thêm AFP siêu âm bụng để theo dõi cũng như xác định tình trạng thay đổi hình thái gan của bệnh nhân. Đề nghị cận lâm sàng. Cận lâm sàng thường quy gồm có ure, creatinine, đường huyết, AST, ALT, ion đồ, siêu âm bụng, ECG, ức quang ngực thẳng, test nhanh COVID. Cận lâm sàng để chẩn đoán gồm có ít nội soi, thực quản dạ dày tá tràng, công thức máu, chức năng đông máu, siêu âm bụng, bilirubin, albumin máu, protein máu, đường huyết mao mạch, fibroscan và marker viêm gan. Kết quả cận lâm sàng, test nhanh của bệnh nhân vào ngày 10 tháng 4 thì âm tính. Công thức máu ở bệnh nhân vào ngày 10 tháng 4 là ngày nhập viện thì có hồng cầu giảm, hemoglobin giảm, HCT giảm và MCV tăng nên nghĩ có tình trạng thiếu máu đã sắc đỏng bào ở bệnh nhân và có phù hợp với tình trạng xuất huyết tiêu hóa mức độ trung bình đang diễn tiến. Ngoài ra bệnh nhân có tiểu cầu giảm và cũng cần theo dõi công thức máu của bệnh nhân mỗi ngày.
xét nghiệm sinh hóa, xét nghiệm gluco máu hiện tại là bình thường, chứng tỏ là điều trị đái tháo đường của bệnh nhân hiện đang ổn. Bệnh nhân có TQ và INA tăng nên là có rối loạn chức năng đông máu. Kết quả nội soi dạ, thực quản dạ dày vào ngày 10 tháng 4 thì có giãn tĩnh mạch thực quản độ 1-2, giãn tĩnh mạch tâm vị, xuất huyết tiêu hóa trên chưa xác định tiêu điểm, hiện ngưng chảy máu, đề nghị nội soi kiểm tra lại khi ổn định. Kết quả ECG là nhịp xoang tần số 100 lần một phút, chụp QRS trung gian, đường huyết mao mạch tại giường bình thường, siêu âm bụng có u gan đa ổ, huyết khối tĩnh mạch cửa nhánh phải và có sơ gan, sỏi cộng buồn túi mạch, CT scan có u gan, ung thư biểu mô tế bào gan, còn hoạt động xâm lấn và huyết khối thân và nhánh phải, nhánh trái tĩnh mạch cửa, sơ gan, ít quang ngực thẳng bình thường. Biện luận cận lâm sàng, bệnh nhân có dấu hiệu suy tế bào gan trên cận lâm sàng là TQ lớn hơn 14 giây, albumin máu giảm, bilirubin toàn phần và bilirubin trực tiếp tăng. Có dấu tăng áp cửa trên cận lâm sàng là nội soi thực quản dạ, nội soi dạ dày tá tràng thấy giãn tĩnh mạch thực quản độ 2 và siêu âm bụng có thấy sơ gan nên có thể chẩn đoán bệnh nhân bị sơ gan. Về phân độ sơ gan thì có bilirubin là 27,3 là 1 điểm, albumin là 31,2 là 2 điểm, TQ 24,1 là 3 điểm, bệnh nhân không có bán bụng và không có hôn mê gan là 1 điểm. Tổng điểm của bệnh nhân là 8 điểm nên bệnh nhân có sơ gan chai B. Về phân tầng nguy cơ xuất huyết tiêu hóa theo Rocken chung là bệnh nhân 64 tuổi 1 điểm, mạch lớn hơn 100 lần 1 phút là 1 điểm, bệnh nhân có bệnh lý ác tính là ung thư gan, ung thư biểu mô tế bào gan nên 3 điểm, nội soi có giãn tĩnh mạch thực quản độ 2 là 1 điểm, không chảy máu trên nội soi 1 điểm, tổng là bệnh nhân 7 điểm là nguy cơ cao. Chẩn đoán xác định là xuất huyết tiêu hóa trên mức độ trung bình do vỡ giãn tĩnh mạch thực quản, Rocken nguy cơ cao. Trên nền bệnh nhân bị ca gan tăng huyết áp độ 1, đái tháo đường tiếp 2, sơ gan chai B nghi do viêm gan C mạn và thiếu máu mức độ nhẹ. Hướng xử trí là hồi sức tích cực, sandostatin tiêm tĩnh mạch, nội soi cổ thắt. Hết chưa? Dạ hết rồi ạ. Rồi. Em cho coi lại cái bệnh sử ha. Rồi, có bạn nào hỏi gì không? Rồi, mình coi bệnh nhân này nhập viện với mình là vì thiêu phân đen, với nôn ra dịch màu đen kèm thức ăn. Thì bạn hỏi tốt rồi, khi hỏi về xuất huyết tiêu hóa mình phải hỏi là diễn ra bao lâu rồi, tính chất của cái xuất huyết, lượng như thế nào, tính chất của phân là có thể sệt đen dính bóng hôi tanh hay không. Rồi bệnh nhân có cảm thấy có những cái triệu chứng của thiếu máu, là bệnh nhân bị chóng mặt, choáng váng và mồ hôi. Rồi bệnh nhân có đau ngực, có khó thở hay không, bệnh nhân không nặng ngực, rồi không khó thở ha. Rồi tốt rồi, tức là mình sẽ hỏi tính chất của xuất huyết tiêu hóa, mình sẽ hỏi về những cái triệu chứng của thiếu máu, mình sẽ hỏi những cái triệu chứng của liên quan tới bệnh tim mạch, vì mình biết là xuất huyết tiêu hóa thì nó có thể làm cho cái bệnh tim mạch của bệnh nhân nặng lên ha. Cho nên mình sẽ hỏi, mình chú ý hỏi những cái triệu chứng đó, mình hỏi những cái triệu chứng kèm theo là bệnh nhân sụt 7kg rồi, tốt rồi ha. Rồi bây giờ một bệnh nhân với mình bị đái tháo đường, bệnh nhân nhập viện lúc mấy giờ, vậy? Dạ 7:30 sáng.
Dạ 7:30 sáng. Rồi. Ha. Rồi bây giờ bệnh nhân cảm thấy mệt, rồi có chóng mặt không? Có kèm chóng mặt và mồ hôi. Rồi mình biết thì một bệnh nhân có tiền căn đái tháo đường, viêm gan CBC, tăng huyết áp độ 1, ca gan. Vô mình bị xuất huyết tiêu hóa, bệnh nhân có mệt chóng mặt. Thì như vậy là ngoài mình nghĩ là bệnh nhân có thể là mệt chóng mặt do xuất huyết tiêu hóa phải không? Mình phải chú ý là cái triệu chứng mệt, chóng mặt, bã mồ hôi có thể xảy ra khi bệnh nhân bị tuột đường huyết. Nên do đó trên bệnh nhân này có tiểu đường thì mình không biết bệnh nhân chích insulin mình không biết rõ liều bao nhiêu hả? Dạ, rồi cái đó em cũng không hỏi. Rồi em. Rồi như vậy thì mình chú ý sẽ có những cái trường hợp mà bệnh nhân tới với mình bị chóng mặt, choáng váng, mình nghĩ là xuất huyết tiêu hóa và cuối cùng là ra bị tụt đường huyết. Do đó những bệnh nhân này mình phải hỏi thêm là bệnh nhân đã qua giờ ăn uống được không? Bệnh nhân có thể ăn uống được không? Ừ. Rồi với bệnh nhân có chích insulin buổi sáng chưa? Tại vì mình đôi khi mình chỉ là cho chăm chăm mình lo xuất huyết tiêu hóa nhưng mà thực sự bệnh nhân bị hạ đường huyết. Thế thì đó mình phải hỏi là cái ngày nhập viện bệnh nhân đã chích insulin chưa? Bệnh nhân uống được gì không? Là bệnh nhân đang uống cái thuốc con co hả? Vậy thì mình hỏi sáng đó bệnh nhân có uống con co chưa? Tại vì nó có thể ảnh hưởng tới cái sinh hiệu của bệnh nhân và ảnh hưởng tới cái việc mình đánh giá mức độ xuất huyết tiêu hóa của bệnh nhân nha, tại vì con co ảnh hưởng tới mạch. Em rồi về xuất huyết tiêu hóa thì bạn hỏi tốt rồi, hỏi thêm cái đó nữa thôi. Rồi các bạn nào thắc mắc gì không về cái phần bệnh sử? Trong 3 tháng này bệnh nhân sụt 7kg hả? Sụt 7kg đó là bệnh nhân ăn uống kém hay là bệnh nhân vẫn ăn được mà bệnh nhân vẫn sụt? À, tại vì nếu mà bệnh nhân, ví dụ như mình biết là trong tiểu đường á, thì bệnh nhân, nếu mà đường huyết kiểm soát kém thì bệnh nhân ăn nhiều, uống nhiều mà vẫn sụt cân. Còn ví dụ như mà trong bệnh ca, đặc biệt cho bệnh nhân này bị hóa trị, thì thường bệnh nhân sẽ ăn uống kém và sụt cân, đó là bình thường. Nè, thì không biết sụt cân này là do cái tiểu đường nó kiểm soát kém hay là do cái tình trạng ung thư của bệnh nhân, thì mình hỏi thêm mấy cái đó. Rồi các bạn đã hỏi gì không về phần bệnh sử? Bệnh nhân nhập bệnh viện Thống Nhất liền luôn hay em có đi đâu trước không? Dạ đúng rồi ạ. Rồi rồi các bạn nào hỏi gì về bệnh sử không? Không có, tiếp ha. Rồi tiếp tình trạng nó nhập viện, bệnh nhân tỉnh, em kéo xuống xíu. Rồi mạch 100 lần, huyết áp bình thường, mạch 100, huyết áp 135/85, xong dạ dày ra dịch gì? Ra dịch đỏ tươi. Rồi rồi tiếp. Rồi về phần tiền căn, các bạn nào hỏi gì không? Bây giờ phần tiền căn, phần tiền căn thì trên bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa thì chắc chắn mình sẽ nghĩ đến những nguyên nhân thường gặp thêm là do, có thể là do loét gì đó tràn, do sơ gan gây vỡ dạng tĩnh mạch tâm vị thực quản, do ca gan nó loạn trong máu ha, và hội chứng Meniere's này thì không giống ha. Như vậy thì mình sẽ chú ý, mình tập trung hỏi vào cái đó, thì là bệnh nhân chưa từng bị xuất huyết tiêu hóa bao giờ. Mình phải hỏi cái đó ha. Bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa là mình phải hỏi bệnh nhân đã xuất huyết tiêu hóa bao giờ chưa. Nếu mà bị xuất huyết tiêu hóa rồi thì lần trước là nguyên nhân gì để mình định hướng lần này ha. Rồi bây giờ rồi bệnh nhân đã được chẩn đoán sơ gan bao giờ chưa? Dạ chưa ạ. Cũng hơi kỳ ha, tại vì bệnh nhân này vẫn đi tái khám đều mà bệnh nhân chưa được chẩn đoán sơ gan bao giờ.
Cũng hơi lạ ha, tại vì chắc là bệnh nhân này đi tái khám rồi ung thư gan rồi phải làm hóa trị, thường là bệnh nhân sẽ phải được xét nghiệm máu và siêu âm bụng đều được kiểm tra. 6 tháng nay mà 6 tháng ca gan 1 năm rồi chứ, mà 1 năm mới nhất 1 năm nay mà bệnh nhân chưa được chẩn đoán xơ gan bao giờ thì cũng hơi lạ. Rồi. Hay mình chú ý. Bây giờ bệnh nhân đái tháo đường type 2 được chẩn đoán từ bệnh viện Thống Nhất cách đây 6 tháng hả? Đang điều trị insulin chích. Hay tại vì mình thấy cái ca này á là bệnh nền rất là nhiều. Bệnh nền rất là nhiều là bị xơ gan, xin lỗi bị ca gan rồi đang hóa trị, rồi bị viêm gan viêm C thì không nói rồi, nhưng mà nói chung chủ yếu nhất là ca gan đang hóa trị và bệnh nhân đái tháo đường type 2. Tại vì mình biết ha, nếu mà đái tháo đường type 2 mới chuẩn đoán từ bệnh viện Thống Nhất cách đây 6 tháng ha, thì thông thường mình biết rồi, khi mà đái tháo đường type 2 á mới phát hiện thì thông thường người ta sẽ cho bệnh nhân dùng thuốc uống trước nếu không có chống chỉ định. Chống chỉ định là gì? Chống chỉ định là xơ gan ha, xơ gan thì thường là chống chỉ định. Vậy thì bệnh nhân này là chẩn đoán xong là điều trị thuốc chích liền luôn em, hay là được thuốc uống thuốc chích? Dạ, cái đó em chưa có khai thác được anh. Đó. Rồi, trừ khi bệnh nhân đái tháo đường type 2 mình biết, bệnh nhân sẽ được điều trị thuốc chích liền khi mà đái tháo đường type 2 là nó mới phát hiện mà nó nặng quá, tức là HbA1c nó cao quá thì bệnh nhân sẽ được điều trị thuốc chích liền, hoặc là bệnh nhân có chống chỉ định thuốc uống. Là ví dụ như suy thận nặng, suy gan nặng thì bệnh nhân sẽ được điều trị thuốc chích. Ha, mà mình nhớ bệnh nhân này lại sụt cân, sụt ký rất là nhiều. Ha, do đó nguy cơ bị hạ đường huyết là sẽ cao. Nên là mình phải chú ý cái liều insulin thì thông thường mình sẽ chỉnh liều từ từ, và mình phải dặn bệnh nhân ha, nếu mà ăn uống không được á, nhân này sụt ký ghê lắm, ăn uống không được là mình phải có khi là mình không được chích insulin. Rồi vậy bệnh nhân này vừa có nguy cơ là bị có nguy cơ hạ đường huyết rồi. Nên những bệnh nhân kiểu này choáng váng mệt mỏi là vô mình phải hỏi xem là bệnh nhân ăn uống được không, bệnh nhân có chích insulin hay không, thì mình phải thử đường huyết liền. Rồi chẩn đoán từ bệnh viện Thống Nhất cách đây 6 tháng, điều trị insulin chích, tái khám đều viêm gan CBC cách đây 11 năm hả, chẩn đoán từ bệnh viện Cần Thơ, không rõ điều trị. Nên sao mình biết thì bệnh nhân có điều trị hay không, giờ mình hỏi sao mình biết, hỏi sao để biết bệnh nhân đã uống thuốc điều trị viêm gan chưa. Rồi hiện hồi xưa thì người ta dùng thuốc chích nha, interferon chích, còn bây giờ có thuốc uống. Thì mình chỉ cần hỏi là có khi nào mà bệnh nhân mua cái loại thuốc mà 5-7 triệu gì đó rồi uống 3 tháng nha, có khi nào như vậy không, thì mình sẽ biết là bệnh nhân có khả năng bệnh nhân được điều trị hay không. Rồi thì mình biết nè, bệnh nhân rồi tăng huyết áp độ 1 nên điều trị bisoprolol. Biết cái viêm gan CBC á, diễn tiến tự nhiên của viêm gan CBC là bệnh nhân sẽ trải qua xơ gan trước rồi mới tới ca gan. Do đó thì cái ca này á, nếu mà ca gan á và do viêm gan CBC thì nhiều khả năng là bệnh nhân đã qua xơ gan rồi. Thì nhiều khả năng bệnh nhân đã qua xơ gan rồi nếu mà do viêm gan CBC ha. Còn nếu mà cái ca này có thể không biết có viêm gan CBB hay không, rồi chắc bệnh nhân không có ha. Rồi còn viêm gan CBB mình biết là viêm gan CBB có thể qua ca gan mà không cần qua xơ gan. Do đó nếu mà ca này viêm gan CBC mà nó gây ca gan thì chắc chắn là nó phải qua giai đoạn xơ gan rồi, là bệnh nhân phải có xơ gan rồi. Hoặc là ca này có thể ca gan do NASH, tức là cho bệnh nhân có một cái cơ địa bị rối loạn chuyển hóa, bị có bị hội chứng chuyển hóa rồi mình rồi cái NASH này á nó có thể diễn tiến sang xơ gan rồi ung thư gan, hoặc là có một tỷ lệ nhỏ khoảng 1-3% NASH nó sẽ chuyển trực tiếp thành ung thư gan luôn. Hay nhưng mà NASH thì bệnh nhân uống được bia rượu nhiều không? À, uống bia khoảng 30 năm hả?
200g ngày bỏ 1 năm thì ca này vẫn có thể là sơ gan do rượu luôn ha, vẫn có thể là sơ gan do rượu, vẫn có thể do sơ gan do gan CBC. Và không biết là cái rối loạn chuyển hóa của bệnh nhân có góp phần gì bị không biết bệnh nhân có bị NASH hay không không, nhưng mà khi mà mình biết mình chẩn đoán NASH là mình phải loại trừ hết những nguyên nhân khác, mình phải loại, tại vì NASH có nghĩa là viêm gan nhiễm mỡ không do rượu. Nên như vậy là mình nếu mà bệnh nhân có bị do rượu rồi thì mình không không được quyền chẩn đoán NASH. Rồi, như vậy ca này, ca gan có thể là từ viêm gan C, có thể từ bia rượu, sơ gan, và nhiều khả năng bệnh nhân có sơ gan kèm theo rồi, nên bệnh nhân được điều trị insulin chích luôn, và bệnh nhân đang sang ca gan rồi, nên nhiều khả năng bệnh nhân đã sơ gan rồi. Rồi, giờ tăng huyết áp độ 1, đang điều trị bisoprolol, 2.5 mg một ngày, điều trị bisoprolol hả? Tại vì mình biết là bisoprolol là không phải thuốc đầu tay để điều trị tăng huyết áp. Ức chế beta nó chủ yếu góp phần là giảm nhịp tim, ha? Nó không phải là, theo một số hiệp hội á, thì nó không phải là thuốc điều trị tăng huyết áp đầu tay. Mình dùng ức chế canxi, ức chế men chuyển, ức chế thụ thể. Rồi, bisoprolol nó sẽ giúp điều trị bệnh mạch vành, ha? Nó sẽ giúp giảm nhịp tim. Chủ yếu vai trò chủ yếu của nó là giảm nhịp tim rồi, nhưng mà thường ít ai mà dùng bisoprolol đầu tay để điều trị tăng huyết áp. Rồi bây giờ huyết áp bình thường của bệnh nhân bao nhiêu, tại vì mình biết là huyết áp vô bệnh nhân không có tụt, như vậy thì không biết là huyết áp bình thường bệnh nhân bao nhiêu, tại vì nếu mà một bệnh nhân mà vô với mình mà huyết áp nó tụt hơn 40 mg, xin lỗi, hơn 40 mm thủy ngân so với cái huyết áp thông thường á, là coi chừng là bệnh nhân có bị mất máu nhiều ha, tức là lúc đó có tụ huyết áp ạ. Nên là mình nếu được mình nên hỏi cái huyết áp thông thường bệnh nhân là bao nhiêu ha. Rồi ca gan được chẩn đoán mình thống nhất, thế này 1 năm đang hóa trị hả, ca gan hóa trị hả, rồi bệnh nhân có mua thuốc gì ở ngoài thê bốn không? Cái này mình lưu ý ha, tại vì bệnh nhân có thể mua thêm những cái thuốc giảm đau ha, nên là mình hỏi bệnh nhân có mua thuốc giảm đau, thuốc thuốc tây, thuốc tàu, thuốc bắc gì không, tại vì nếu mình không hỏi thì bệnh nhân không khai. Rồi nên bệnh nhân mình sẽ hỏi thêm bệnh nhân có mua thuốc gì ngoài uống không. Rồi rồi các bạn nào hỏi gì không, bạn nào hỏi gì về tiền căn, rồi không có tiếp ha. Bệnh nhân bị nhiễm COVID chưa, dạ chưa. rồi tiếp, bây giờ tiêu hóa bụng mềm, tiêu phân đen sệt 2 lần một ngày nhiều không, bệnh nhân tiêu phân đen sệt nhiều không, tại sao mình hỏi, tại vì mình không biết là cái phân đen này là của xuất huyết tiêu hóa mới nó còn tiếp diễn hay là xuất huyết tiêu hóa cũ. Nếu mà chút xíu nói thì mình sẽ hỏi là bệnh nhân hết ói rồi ha, nhưng mình hỏi bệnh nhân còn ói hay không, tiêu phân đen nó như thế nào, tính chất phân như thế nào, lượng như thế nào. Rồi để chút xíu nữa mình để mình xác định xem là bệnh nhân có thật sự là đã ngưng diễn tiến hay không hay là còn diễn tiến. Rồi bệnh nhân còn chóng mặt không, không đau ngực không, hợp còn chóng mặt vã mồ hôi, em khi mình lượt qua các cơ quan đó là mình sẽ xem những cái triệu chứng gì ở bệnh sử ha, còn gì và mất cái gì, có gì mới xuất hiện, và nếu như triệu chứng gì còn thì mình sẽ hỏi xem là nó có thay đổi, nó có tăng hoặc giảm so với cái phần bệnh sử hay không, để mình xác định cái diễn tiến của bệnh ha. Rồi khám, khám thì khi một gặp một bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa, đái tháo đường nè, viêm gan CVC, tăng huyết áp, ca gan ha, thì mình phải khám, đúng rồi, mình phải khám niêm, niêm như thế nào, niêm nhẹt,
Mạch như thế nào? 120 lần trên phút hả? Nhịp thở đều, huyết áp bình thường, mạch 120 lần trên phút. Rồi, thế mình sẽ khám, mình chú ý thêm dấu hiệu của bệnh gan. Dấu hiệu của bệnh gan là mình biết rồi, lòng bàn tay son, sao mạch, bán bụng, gan to, lách to, tuần hoàn bàn hệ, mấy cái đó. Rồi, bệnh nhân khám có gì không? Xuống tiếp. Các bạn nào hỏi gì không? Lô, xuống tiếp đi ấy, xuống phần khám bụng. Dạ anh thấy chưa? Chưa thấy ta. Rồi thấy rồi, không bàn tay son, không có gì trống, không giống trắng ha. Rồi bụng nghe mình cổ rồi, nghe nó không sợ chạm. Rồi tóm tắt bệnh nén. Rồi rồi thấy, thấy rồi ha. Bây giờ tóm tắt bệnh nén, bệnh nhân nam 64 tuổi nhập viện bị tiêu phân đen ngày thứ nhất đúng không, qua hỏi bệnh và thăm khám ghi nhận triệu chứng cơ năng là tiêu phân đen sệt, có dịch đen chấm mặt bông hồi, sụp 7 kg 3 tháng. Cân nặng bệnh nhân bao nhiêu ký? Nãy mình đo cân nặng là bao nhiêu ký? Dạ lúc đó em cũng quên hỏi, em chỉ hỏi bệnh nhân dạo này có sụt ký không, mà bệnh nhân khai rồi ok ký. Rồi rồi, triệu chứng cơ năng là có tiêu phân đen sệt, ói dịch đen chóng mặt bông hôi, sụt cân, bụng mềm. Rồi tiếp, tiền căn là bệnh nhân có tăng huyết áp, đái tháo đường, viêm gan C, ca gan đúng không? Rồi đặt vấn đề công tác bệnh án thì bạn bệnh... xin lỗi, triệu chứng thực thể mạch bất thường nè, mạch 100-120 lần, 100 lần trên phút ha, ghi vô. Rồi xuống phần tóm tắt bệnh án. Rồi rồi, cái này mình phải đặt vấn đề. Một là hội chứng xuất huyết tiêu hóa, đồng ý. Hai, hội chứng thiếu máu. Ba là viêm gan CBC, ca gan. Rồi tăng huyết áp thứ hai, rồi đúng rồi ha. Rồi khi mình chẩn đoán thì từ từ, còn sụp cân á, sụp cân sụp ký đúng không? Bây giờ cái phần đặt vấn đề của mình phải giải quyết được tất cả những cái gì của xong phần tóm tắt bệnh án. Thì bệnh nhân có hội chứng xuất huyết tiêu hóa, đồng ý. Bệnh nhân có hội chứng thiếu máu, gan C mạng, ca gan, tăng huyết áp, đái tháo đường tiếp 2, sụp cân. Ha, bây giờ mình không biết, tại vì sụp cân mình không biết là do gì. Biết đâu là bệnh nhân có thể là sụp cân do ca gan đúng không? Có thể sụp cân do bệnh nhân hóa trị, có thể sụp cân do bệnh nhân đái tháo đường, mà cũng có thể sụp cân do một cái ung thư khác. Ha, đặc biệt nãy mình có thể ca này bị ca dạ dày, sao biết sụp cân có phải là do nguyên nhân khác hay không? Tại sao mình phải ghi ra như vậy? Vì khi mà nếu mà bệnh nhân mình sụp cân á, thì đặt ra sụp cân thì mình sẽ đi tìm nguyên nhân ha. Mình phải có thể mình phải soi dạ dày, soi đại tràng, thì lúc đó mình sẽ không bỏ sót bệnh. Còn nếu mà mình không để sụp cân ra, mình mặc định đó là do ca gan hóa trị, thì đôi khi mình sẽ sót bệnh ha. Rồi mình nên để sụp cân ra. Rồi đặt vấn đề, bệnh nhân có hội chứng xuất huyết tiêu hóa, đồng ý. Hội chứng thiếu máu, viêm gan C, ca gan, rồi đã sụp cân. Giờ chuẩn đoán sơ bộ xuất huyết tiêu hóa, mình phải chuẩn đoán sơ bộ được cái này ha. Phải có điểm nè, xuất huyết tiêu hóa, có xuất huyết tiêu hóa hay không là có xuất huyết tiêu hóa.
Rồi, trên hay dưới? Mức độ ha, mức độ. Rồi, nguy cơ. Rồi, nguyên nhân. Rồi, diễn tiến hay không ha. Rồi, có biến chứng hay không? Biến chứng gì? Đặc biệt là biến chứng sốc xuất huyết thì, nếu có biến chứng sốc xuất huyết thì mình phải ghi ra. Rồi, trên bệnh nhân tiền căn ca gan. Trên bệnh nhân ca gan. Rồi. Rồi, ca gan. Nếu mà này nó cũng hơi nó không, nó chưa hợp lý ở chỗ mà nghi do vỡ giãn tĩnh mạch thực quản. Rồi, cũng được ha. Tại vì mình biết là vỡ giãn tĩnh mạch thực quản này có thể là gặp trong bệnh nhân sơ gan mất bù ha. Hoặc là một số trường hợp nó không có sơ gan mà nó chỉ bị tăng áp lực tĩnh mạch cửa ha, thì nó vẫn có thể bị vỡ giãn tĩnh mạch thực quản, ví dụ như là trong hội chứng Banti ha. Hoặc là khi mà có cái cục huyết khối ở tĩnh mạch cửa, cục huyết khối tĩnh mạch cửa nó làm tăng áp lực tĩnh mạch cửa thì nó có thể, cũng có thể gây tăng áp lực tĩnh mạch cửa và nó có thể gây xuất huyết. Nên mình còn cái chuyện sơ gan hay không thì mình từ từ mình tính sau cũng được. Tại vì rõ ràng là khi phần tóm tắt bệnh án với phần đặt vấn đề mình không có dấu hiệu gì của bệnh nhân sơ gan, mình cái chuyện sơ gan mình sẽ tính sau. Rồi, ca gan, tăng huyết áp, rồi tiếp 2. Viêm gan C. Viêm gan C. Rồi, theo dõi thiếu máu thì nó hơi thừa. Tại vì nếu mà mức xuất huyết tiêu hóa mình biết ha, mức độ nhẹ thì có thể là không thiếu máu. Nhưng mà mức độ trung bình thì chắc chắn là có thiếu máu rồi. Do đó mà mình chẩn đoán theo dõi thiếu máu thì nó hơi thừa. Mình không biết là ca này có thể có thiếu máu mạng kèm theo hay không thôi, chứ còn thiếu máu là chắc chắn rồi, tại vì mình đã chẩn đoán xuất huyết tiêu hóa mức độ trung bình rồi thì chắc chắn là phải có thiếu máu ha. Rồi, nên cái chuyện theo dõi thiếu máu nó hơi thừa, còn ví dụ như mình theo dõi thiếu máu mạng thì được. Rồi, ca này phải chẩn đoán do vỡ giãn tĩnh mạch thực quản mà do loét dạ dày tràng ha, mà có thể là ca dạ dày. Rồi, tiếp. Các bạn nào hỏi gì không? Thì phần chẩn đoán. Chẩn đoán sơ bộ, chẩn đoán phân biệt. Bệnh nhân này trước giờ được nội soi bao giờ chị em? Trước giờ bệnh nhân được từng nội soi bao giờ chưa? Thế tại vì khi mà mình phân vân đó, thì mình sẽ coi lại kết quả nội soi cũ. Nếu mà lần trước nội soi cũ mà không thấy loét, không thấy ca gì hết mà nó gần đây thì mình coi chừng là nó phải giải tới mạch thực quản thiệt. Còn ca này vẫn có thể loét về đó chèn. Do đó bệnh nhân chưa từng bao giờ nội soi hả? Một năm nay chuẩn đoán ca gan mà chưa nội soi cũng hơi lạ. Rồi, nghe mình, nếu được mình nên hỏi trước giờ bệnh nhân đã nội soi bao giờ chưa ha. Nội soi nếu có kết quả thì mình phải ghi nhận là nội soi kết quả là gì để mình dự đoán nguyên nhân ha. Tại vì mốt mình điều trị thì mình sẽ cố gắng đánh giá cái nguyên nhân xuất huyết tiêu hóa là gì ha, rồi mình sẽ điều trị theo cái hướng đó. Đôi khi mình chưa kịp nội soi nữa là mình phải cho thuốc điều trị rồi ha. Do đó ban đầu mình phải chẩn đoán được nguyên nhân, mình cố gắng mình chẩn đoán được nguyên nhân để mình cho thuốc điều trị ban đầu ha. Chứ không phải lúc nào cũng nội soi được liền, trước khi nội soi mình phải cho thuốc. Rồi, không biết bệnh nhân nội soi bao giờ chưa. Rồi ha. Rồi, tiếp. Rồi, phần biện luận lâm sàng. Đầu tiên là một là câu hỏi số 1 là lúc nào bệnh nhân có xuất huyết hay không ha. Nếu mà có xuất huyết thì mình phải loại trừ nguyên nhân, bạn làm đúng rồi ha. Cái này bạn làm hơi tắc nhưng mà chắc các bạn hiểu rồi. Mình phải chuẩn đoán loại trừ. Bệnh nhân có ho ra máu hay không? Ho ra máu thì thường bệnh nhân sẽ ho, và máu có thể có bọt, có đờm. Bệnh nhân có thể có những cái bệnh phổi trước, ví dụ như lao, ca, giãn phế quản ha.
Rồi ăn những cái thức ăn gì màu đen màu đỏ thì mình hỏi thôi. Than hoạt, bismuth, sắt. Mình hỏi. Rồi ho khạc ra máu thì bệnh nhân có thể có cảm giác vướng vướng họng, rồi bệnh nhân sẽ khạc ra máu. Cái bệnh nhân có kèm chảy máu cam trước đó. Rồi mình khám tai mũi họng, mình coi có xẹt thương dưới đường tai mũi họng hay không. Rồi vị trí bệnh nhân tiêu phân đen, có nôn dịch, dịch màu đen, thức ăn không hôn trong ngực thì chắc chắn nghĩ nhiều là xuất huyết tiêu hóa trên rồi ha. Nếu mà nôn á, là mình biết xuất huyết tiêu hóa trên, xuất huyết tiêu hóa thì có bốn hình thức. Nếu mà bệnh nhân nôn ra máu đỏ hoặc máu đen thì mình chắc chắn là cái dịch nôn đó là máu á, thì chắc chắn là bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa trên rồi, không có cãi nữa, không thể nào mà xuất huyết tiêu hóa dưới mà bị nôn ra máu được. Rồi nếu mà bệnh nhân tiêu phân đen, tiêu phân đen thì 80% là xuất huyết tiêu hóa trên, 20% là xuất huyết tiêu hóa dưới. Xuất huyết tiêu hóa dưới mà tiêu phân đen có thể là từ chỗ ruột non, manh tràng, đại tràng lên, đại tràng ngang ha. Rồi xuất huyết tiêu, nếu mà tiêu phân máu đỏ thì mình phải nghĩ nhiều đến xuất huyết tiêu hóa dưới. Nếu mà tiêu phân máu đỏ cộng với loại cộng với rối loạn huyết động á, thì mình phải coi chừng có thể có xuất huyết tiêu hóa trên kèm theo. Rồi ca này bệnh nhân tiêu phân đen, nôn dịch máu đen, rồi xuất huyết tiêu hóa trên mức độ ha, mình biết rồi, mình có cái bảng phân loại mức độ thì mình dựa vô tri giác ha, dựa vô tri giác, dựa vào sinh hiệu mạch huyết áp rồi HCT ha. Thì cái này mức độ bệnh nhân này có chóng mặt ha, mạch thì cũng khoảng từ 100 đến 120, mình nghĩ là trung bình. Huyết áp thì nó bình thường ha, bình thường là độ 1 đúng không, nhưng mà không, mình nhất là mình không biết huyết áp nền trước đó của bệnh nhân là bao nhiêu. Cái thứ hai là ca này nếu mà mình phân vân giữa nhẹ và trung bình á, thì mình nên là xử mình nên chuẩn ưu tiên chẩn đoán theo cái hướng bệnh nhân bị nặng ha. Rồi như vậy ca này là về cái chóng mặt, cái sinh hiệu thì nó khoảng mức độ trung bình, huyết áp thì nó khoảng mức độ nhẹ, nên mình ưu tiên mình chẩn đoán mức độ trung bình. Rồi diễn tiến thì làm sao mình biết, thì người ta sẽ chẩn đoán xem diễn tiến hay không á, dựa vô tri giác ha. Nếu mà bệnh nhân còn diễn tiến thì tri giác bệnh nhân vẫn còn chóng mặt ha, vẫn còn chóng mặt choáng váng. Bệnh nhân này còn không lúc mình khám á, khá là phải không, bình thường. Dạ hết rồi. Rồi mạch nè, nếu mà còn xuất huyết thì mạch nó vẫn còn tăng, huyết áp nó vẫn còn tụt ha. Rồi nếu mà bệnh nhân vẫn còn tiếp tục ói, ói cho dù máu đỏ hay máu đen thì vẫn là xuất huyết tiêu hóa đang diễn tiến. Nếu mà tiêu phân đỏ thì chắc chắn là xuất huyết tiêu hóa đang diễn tiến. Còn nếu mà bệnh nhân tiêu phân đen hay không, chỉ tiêu phân đen thôi á, thì mình phải coi không biết cái phân đen này là cũ hay mới ha. Nếu mà phân đen mới từ xuất huyết tiêu hóa thì cái số lượng nó phải càng ngày càng nhiều, số lượng đi tiêu mỗi lần càng ngày càng nhiều ha, số lần nó càng ngày càng dày đặc, số lần ví dụ như trước 2 lần bây giờ 3 4 lần một ngày ha. Và tính chất phân nó vẫn còn là kiểu sệt đen dính bóng như vậy. Còn cái ca này à, còn nếu mà nó không diễn tiến nữa thì cái phân nó sẽ khuôn, nó sẽ bắt đầu khuôn, nó đặc hơn, nó sẽ chuyển màu nâu màu vàng. Cái ca này sinh hiệu bệnh nhân ổn, hết chóng mặt, hết vã mồ hôi, tiêu phân đen sệt, biết phân đen sệt mùi tanh. Sao phân đen sệt này nó có giảm so với mấy ngày trước không hay nó vẫn vậy? Dạ có giảm so với lúc mà nhập bệnh nhân nhập viện. Nhưng mà tính chất phân nó vẫn còn sệt hả, vẫn còn sệt thì không biết nó có đổi màu không, vẫn còn tiêu phân đen, nổi vẫn tiêu phân đen sệt mùi tanh thì cũng có khả năng là bệnh nhân còn tiếp diễn ha. Mấy cái dấu khác thì gợi ý là không tiếp diễn, nhưng mà vẫn còn tiêu phân đen sệt thì mà số lần thì nó giảm mà. Đấy, thì nhiều khả năng thôi là nó tạm ngưng, nhiều khả năng thôi, mà vẫn có thể bệnh nhân vẫn còn tiếp diễn, thì bệnh nhân tính chất nó vẫn còn là sệt. Đấy. Mình chẩn đoán sao cũng được, mình có cái biện luận miễn nó hợp lý là được, chứ không lúc nào cũng phải chắc chắn 100% mình đúng ha.
Rồi, nguyên nhân rác dị tá tràng. Bệnh nhân không đau bụng, không có tiền căn để sử dụng thuốc, thì ít nghỉ. Đúng rồi, nè, cái này mình biết ha. Đôi khi bệnh nhân không đau bụng, không có tiền căn sử dụng thuốc thì vẫn có thể bị nên là vẫn có thể bị, nhưng mà thì cái này cũng có thể, cũng có thể bị. Thông thường nếu một bệnh nhân không có gì hết á, thông thường mình gặp rất là nhiều ca, thậm chí bệnh nhân trẻ luôn, bệnh nhân không có đau bụng, không có gì hết, và tự nhiên vô bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa trên, đặc biệt là bệnh nhân không có bệnh gan, coi chừng là bệnh nhân bị loét ha. Hôm mình đi tiêu hóa mình sẽ gặp rất là nhiều bệnh nhân như vậy. Rồi, loét dạ dày tá tràng, đồng ý. Vỡ dạ dày tĩnh mạch thực quản tâm phình vị. Rồi, ca này nghĩ nhiều vì bệnh nhân có tiền căn viêm gan C, có bệnh lý chuyển hóa điều trị ca gan. Rồi, đồng ý vỡ dạ dày tĩnh mạch thực quản. Tiếp. Xuống tiếp em. Rồi, ung thư đường tiêu hóa trên gây xuất huyết. Ha, cái ca này bệnh nhân khi mà ung thư đường tiêu hóa trên á mà nó gây xuất huyết rõ, xuất huyết đại thể thì thông thường là cái khối u nó lớn rồi. Tại vì khi mà khối u lớn, mình biết ha, cái diễn tiến của ca dạ dày là từ một cái tổn thương viêm mãn tính rồi chuyển sản, loạn soạn, rồi ung thư giai đoạn sớm. Mình sẽ có ung thư dưới niêm rồi bắt đầu nó mới lớn dần, nó xâm lấn, nó to ra, nó mới hoại tử xuất huyết, thì lúc đó mới có cái xuất huyết đại thể trên lâm sàng. Do đó khi mà một cái ung thư dạ dày mà nó xuất huyết thì nó phải trễ rồi, thì thông thường lúc đó bệnh nhân có triệu chứng sụp cân ha, sụp cân, rồi mình khám có thể có hạch, có khối u ở bụng có thể thôi, chứ không chắc, còn u bụng nó quá lớn rồi. Hay nhưng mà thông thường là bệnh nhân có sụp cân và có di căn. Thông thường là bệnh nhân có sụp cân và có di căn rồi. Rồi, triệu chứng nuốt nghẹn, nuốt khó thì hên xui. Nếu mà ung thư dạ dày mà nó nuốt nghẹn, nuốt khó thì thông thường là nó phải nằm ở phần tâm vị, thường ở phần tâm vị thực quản thì nó mới gây nuốt nghẹn, nuốt khó được. Còn nếu mà nó nằm ở phần thân vị thì nó có chưa gây nuốt nghẹn, nó khó được. Nuốt nghẹn là những cái trường hợp như loét thực quản nè, ca thực quản, những cái trường hợp u ở cái phần chỗ tâm vị á, thì lúc đó nó to thì nó mới chặn cái đường xuống của thức ăn thì nó mới gây nuốt nghẹn, nó khó được. Do đó nuốt nghẹn, nuốt khó thì có thể không. Thông thường là ca dạ dày sẽ tiêu máu ẩn trước. Rồi, cái ca này thì có sụp cân ha. Ca này có sụp cân thì cũng có thể là ca dạ dày, mặc dù bệnh nhân không có nuốt nghẹn, nuốt khó ha, thì cũng không loại trừ nuốt nghẹn, nuốt khó trong ca dạ dày. Đa phần ca dạ dày xuất huyết tiêu hóa nó không gây nuốt nghẹn, nuốt khó, vì nó phải có những vị trí đặc biệt thì nó mới gây nuốt nghẹn, nuốt khó. Rồi, ca này có khả năng là ca dạ dày nên mình phải soi ha. Rồi, rối loạn đông máu nhưng không có vấn đề gì hết. Rồi, tiếp. Rồi, diễn tiến phân tầng nguy cơ. Rồi, nguy cơ cao, thẩm mỹ. Rồi, ung thư gan. Tiếp. Ung thư gan thì ung thư gan có tiền căn viêm gan C. Cái này thì mình sẽ làm FP, mình siêu âm bụng để mình đánh giá cái khối u nó thôi, vấn đề gì hết. Rồi, sụp cân, cái này sụp cân thì không biết là ngoài cái ca dạ dày ra hay không, thì ca dạ dày ra thì bệnh nhân còn gì không? Thường ca dạ dày hiếm sụp cân lắm. Nếu mà bệnh nhân không phải hiếm nhưng mà nó cũng có sụt, nhưng mà nó cái khả năng nếu mà mình điều trị xạ trị tại chỗ đó, thì nó cũng không có sụt nhiều bằng những cái ung thư khác.
ha. Thì da này sụp cân rồi cũng có thể nha, nhưng mà sụp cân, cái sụp cân này mình phải tìm, mình nên tìm thêm những nguyên nhân khác nữa. Chắc chắn là bệnh nhân này có chỉ định tầm soát ca đại tràng luôn á, nội soi để tầm soát ca đại tràng. Rồi rồi cái ca này vô thì mình phải làm đường huyết ma mạch tại giường liền ha, tại vì bệnh nhân có tiểu đường, bệnh nhân có chóng mặt, chắc chắn là mình làm đường huyết ma mạch tại giường liền. Rồi xuống tiếp. Các bạn nào hỏi gì không? Dạ thầy ơi cho em hỏi ạ. Hỏi đi em. Dạ tại sao phải tầm soát ca đại tràng vậy thầy? À, bệnh nhân, tất cả những bệnh nhân mà trên 50 tuổi á, từ 50 tuổi trở lên là người ta đã phải tầm soát ca đại tràng là đặt. Còn bệnh nhân này lại vừa bị sụp cân nữa, sụp cân là một trong những cái chỉ định để nội soi tầm soát đường tiêu hóa ha, dạ dày đại tràng. Rồi cận lâm sàng em xuống xíu cái phần công thức máu. Rồi công thức máu mình coi. Rồi ca này HB là 10 chấm, là 9.6, là 10 chấm 10.2. Rồi như vậy thì cái ca này mình nhớ ha, khi mà bệnh nhân mới nhập viện của mình á thì mình đánh giá mức độ xuất huyết tiêu hóa thì chính xác nhất là sinh hiệu mạch huyết áp ha. Còn HB lúc mới nhập viện thì nó có thể không đánh giá đúng tình trạng xuất huyết tiêu hóa của bệnh nhân. Đấy, tại vì nó phải cần thời gian để nó pha loãng. Nên thông thường là sau 24 giờ mới phản ánh đúng cái tình trạng xuất huyết của bệnh nhân. Và đó tất cả những cái những bệnh nhân mà vô với mình phải theo dõi liên tục với công thức máu. Bây giờ mình nhìn như vậy là ca này là thiếu máu mức độ nhẹ đúng không? HB mình theo dõi lúc nào cũng, bệnh nhân này có được truyền máu không? Dạ không. Ừ, bệnh nhân này không được truyền máu. Mình thấy về cái, nói chung là khi mà bố mình á, thì cái mạch huyết áp là cái chính xác nhất phản ánh mức độ xuất huyết của bệnh nhân. Còn tri giác thì nó ảnh hưởng rất là nhiều những yếu tố khác, ví dụ đặc biệt là tuổi, bệnh nền. Ca này là tuổi thì cũng khá là cao, bệnh nền thì cũng là nhiều ha. Nên nó sẽ nên cái nó sẽ ảnh hưởng tới cái phần tri giác. Những cái bệnh nhân đó thì bệnh nhân nó chỉ cần mất máu một chút xíu thôi ha, thì bệnh nhân đã cảm thấy bị mệt mỏi chóng mặt rồi ha, do đó tri giác nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Mạch huyết áp thì nó chính xác hơn. Rồi ban đầu thì do mình cẩn thận, mình sẽ đánh giá là mức độ trung bình, mà sau đó thì mình coi lại thì thấy là cái HB HCT nó lúc nào nó cũng trên 30% ha, và nó không tuột nữa. Nên là nhiều khả năng là cái này là mức độ nhẹ và nó cầm rồi. Rồi tiểu cầu thì giảm là phù hợp, là mình phải nghi ngờ xơ gan ha. Cái này vô mình phải nghi ngờ xơ gan. Bạch cầu bình thường không em? Bạch Dạ cầu bình thường ạ. rồi, bạch cầu bình thường mà tiểu cầu giảm mình phải nghi xơ gan. Khi mà những bệnh nhân mà có tiểu cầu dưới 150 ha, dưới 150 thì lúc đó mình phải có chỉ định bệnh nhân bệnh gan á nha, mà tiểu cầu dưới 150 thì mình phải có chỉ định nội soi để mà mình xem là có biểu hiện của dạng tĩnh mạch thực quản do tăng áp cửa hay không. Rồi ca này thì nhẹ phù, đây là phải là tình trạng xuất huyết tiêu hóa mức độ nhẹ chứ.
Ông đâu có nói là phù hợp với mức độ trung bình đang diễn tiến. Thế, rồi nếu mà mình gặp một bệnh nhân mà HCT nó cứ tuột, mình theo dõi HCT nó cứ tuột, hoặc là truyền máu mà HCT nó không lên, thì mình phải coi chừng là bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa đang diễn tiến. Còn ca này không truyền máu, theo dõi thì HCT nó không tuột, nó ổn định, nó không tuột, thì nhiều khả năng là máu nó cầm rồi. Rồi tiếp. Tiếp chúng mình sinh hóa cái gì? Rồi sinh hóa đường huyết bình thường, chức năng thận bình thường, men gan thì tăng, men gan tăng 258/26. Men gan tăng, men gan tăng này thì mình thấy AST tăng ưu thế hơn ALT. Thì thường là có hai nguyên nhân, là do rượu bia mà sơ gan, khi mà sơ gan rồi thì AST sẽ tăng ưu thế hơn ALT. Sau đó thì AST đột ngột nó lại tăng, không biết tại sao, thì không biết là tại vì vô bệnh viện thì bệnh nhân không có được uống bia uống rượu nữa, đúng không? Thì mình phải coi chừng là không biết cái tăng men gan này có thể do cái thuốc gì trong bệnh viện bệnh nhân xài không. Đặc biệt là nhóm thuốc giảm đau, nhóm thuốc kháng sinh được rất là dễ tăng men gan. Cái đó mình sẽ coi về cái diễn tiến bệnh phòng. Rồi bilirubin thì tăng nhẹ, albumin giảm nhẹ. Xuống tiếp. Rồi AFP tăng, rồi INR tăng ha. Thì cái này phù hợp với sơ gan. Rồi xuống tiếp. Rồi xuống tiếp đi em. Rồi khoan từ từ, lên lên cái phần nội soi, lên tiếp. Rồi điện giải đồ bình thường, rồi tiếp. Nội soi là thấy, nội soi là có thấy máu trong dạ dày không? Nó ghi xuống phần nội soi. Rồi thực quản giãn tĩnh mạch độ 1, độ 2, giãn tĩnh mạch tâm vị. Mình, người ta có mô tả cái phần dạ dày tá tràng cho mình không? Thì mình đang chuẩn đoán phân biệt với nguyên nhân đó. Thì không biết là nội soi cái này là có thấy cái dạ dày tá tràng hay không. Nếu mà có máu cũ thì, nếu mà có máu cũ thì có thể là người ta không biết cái chỗ chảy máu ở đâu, máu nó che mất cái vị trí, máu cũ nó che mất cái vị trí chảy máu. Không biết là này người ta có mô tả không em, mô tả dạ dày tá tràng có vấn đề gì không, hoặc là có máu trong dạ dày không? Dạ dạ có, mà em quên ghi vô thực quản là có ít dịch máu cũ. Rồi bơm rửa thì thấy tĩnh mạch thực quản 1/3 dưới có vài cột tĩnh mạch giãn độ 1-2, có dấu son, không thấy điểm chảy máu. Có dấu son không? Cách... Dạ có. Rồi có dấu son.
Rồi gì không nữa? Thấy điểm chảy máu, đường vết cách cung răng 38 cm, tâm vị co bóp mềm mại, không thấy điểm chảy máu, dạ dày có dịch máu cũ lẫn thức ăn, hạn chế quan sát, bơm rửa kiểm tra không phát hiện tổn thương gây chảy máu, môn vị tròn đều, co bóp tốt, tá tràng soi đến D2 có dịch máu cũ, bơm rửa kiểm tra không phát hiện tổn thương. Vậy thì soi mình thấy có dạng tĩnh mạch thực quản với có dấu son ha. Khi mà có dấu son á thì cái dấu son có nghĩa là nó sắp chảy máu ha. Hoặc là trong một số trường hợp nó chảy máu rồi thì cái dấu son nó vẫn còn đó. Nhưng mà cái dấu son nó không có nói cho mình biết là có phải là xuất huyết tiêu hóa do vỡ giãn tĩnh mạch thực quản hay không ha. Cái dấu son chỉ nói là nó cái cột tĩnh mạch đó, nó sắp bể thôi. Rồi ha. Rồi rồi còn cái chuyện mà những cái ca này thì mình phải coi kỹ cái dạ dày, cái tá tràng để coi nó có bị loét hay không, coi vị trí chảy máu thì coi có phải tìm nguyên nhân chảy máu. Thì coi để tìm nguyên nhân chảy máu thì cái ca này có dịch máu cũ không quan sát được, dạ dày tá tràng thì cái ca này thì mình ưu tiên ha, mình ưu tiên mình nghĩ cái hướng là bị xuất huyết tiêu hóa do vỡ giãn tĩnh mạch thực quản huyệt vị. Nhưng mà cái ca này khi bệnh nhân ổn này đó, mình nên soi lại lần hai để mình chắc chắn lại là cái dạ dày tá tràng không có tổn thương loét. Rồi. Nhưng mà với kết quả sau này thì mình ưu tiên mình nghĩ theo hướng là xuất huyết tiêu hóa do vỡ giãn tĩnh mạch thực quản huyệt vị. Rồi, này chưa xác định được tiêu điểm ha, nhưng mà mình nghi là do bị vỡ giãn tĩnh mạch thực quản. Rồi, tiếp. Siêu âm đa ổ bụng thì có u gan đa ổ, huyết khối tĩnh mạch cửa, nhánh phải sơ gan, sỏi bụng tĩnh mật. Rồi, cũng chả có gì đặc biệt, này biết rồi. U gan để ta si hoạt động xâm lấn huyết khối thông qua nhánh phải và nhánh mạch cửa sơ gan. Rồi cái ca này thì sơ gan thì trên lâm sàng thì nó chưa có vẻ gì rầm rộ lắm. Nhưng mà ca này có tăng áp lực tĩnh mạch cửa thì có thể một phần là cái nãy mình biện luận là sơ gan chai bi thôi phải không? Mấy điểm em? 8 điểm mà. 8 điểm hả? 8 điểm thì cũng không quá cao. Nhưng mà cái ca này có thể cái tăng áp lực tĩnh mạch cửa, trên lâm sàng cũng chưa có biểu hiện rõ, không có dịch ở bụng, không bán bụng luôn ha. Thì ca này có thể là tăng áp lực tĩnh mạch cửa, có thể là do cái u gan nó xâm lấn cái tĩnh mạch cửa, nó gây huyết khối nên nó góp phần làm tăng nhiều cái áp lực tĩnh mạch cửa, mặc dù cái chức năng gan nó chưa phải đến mức là chưa gan chức năng gan chưa phải bị suy giảm quá nặng ha. Mới có 8 điểm thôi mà bệnh nhân đã bắt đầu xuất huyết rồi, cộng với CT có hình ảnh huyết khối tĩnh mạch cửa thì nhiều khả năng vừa là do sơ gan, vừa là do cái có cái huyết khối tĩnh mạch cửa nó làm tăng áp lực tĩnh mạch cửa nên nó làm gây bệnh nhân bị xuất huyết. Rồi tiếp. Rồi cái này chuẩn đoán xác định xuất huyết tiêu hóa trên mức độ này chắc mức độ nhẹ do vỡ giãn tĩnh mạch thực quản, rốc can nguy cơ cao, hiện tạm ngưng diễn tiến ha. Rồi ca gan tăng huyết áp lên 1 đã hai sơ gan chai bi nghi do viêm gan C mạng. Rồi đúng ha, bây giờ mình coi cái này. Rồi mình coi cái này thì mình sẽ biết đề nghị cận lâm sàng thôi. Rồi mình sẽ đề nghị cận lâm sàng thường quy, mình đề nghị nội soi. Ca gan thì mình biết rồi. Mình phải thử lại coi bệnh nhân còn viêm gan C hay không. Thử lại HCV RNA coi bệnh nhân có hay không. Mình thử viêm gan B coi bệnh nhân có bị độc nhiễm hay không.
không biết trước giờ mình không biết về những cái tiền căn căn B không. Rồi để theo đường tiếp 2 này mình phải thử HB 1C coi đường huyết bệnh nhân như thế nào. Tại vì mình thấy vô không biết là vô bệnh viện bệnh nhân có được chích tiểu đường hay không, nhưng mà thấy đường huyết nó rất là ổn. Đó mình nên thử HB1C. Mình lưu ý là nếu mình truyền máu rồi thì cái HB1C thử nó sẽ không chính xác. Hay nhưng mà bệnh nhân này chưa được truyền máu thì mình nên thử HB1C để mình coi cái đường huyết của bệnh nhân kiểm soát tốt hay không. Tại vì vô là không có thấy dấu hiệu gì của tăng đường huyết hết. Rồi thử là em thử thêm HB1C nè, thử thêm viêm gan C. Viêm gan C là mình thử cái này nhiễm viêm gan C rồi thì chắc chắn là anti HCV thường là dương tính rồi. Thế mình thử xem HCV RNA, mình muốn khẳng định bệnh nhân có bị nhiễm viêm gan C không, mình thử thêm HCV RNA. Nếu mà viêm gan C dương tính thì mình phải điều trị luôn, tại vì viêm gan C mình điều trị để nó không, để nó cái diễn tiến của bệnh gan nó không nặng thêm, nó không sơ gan nặng thêm. Rồi HCV RNA, rồi viêm gan B mình thử thêm. Rồi fibroscan đồng ý, fibroscan cũng được để mình coi bệnh nhân này chắc chắn là có sơ gan rồi, fibroscan chắc chắn là F4 rồi, nhưng mà mình thử để mục đích mình theo dõi thôi, để mình theo dõi rồi mốt mình điều trị thì cái mức độ sơ hóa nó có giảm hay không. Rồi rồi về hướng điều trị, về hướng điều trị bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa, nếu là xuất huyết tiêu hóa nặng á thì mình phải cho bệnh nhân nằm đầu thấp, thở oxy, mình bù dịch. Nếu xuất huyết tiêu hóa nặng á, còn xuất huyết tiêu hóa này nhẹ thì cũng không cần thiết, thì không cần thở oxy. Nếu mà SpO2 ổn thì không cần thở oxy, nhưng mà xuất huyết tiêu hóa nặng thì mình phải cho nằm đầu thấp, bù dịch, thở oxy cho SpO2 95%, hơn 95%. Rồi ca này là mình phải cho bù dịch nè, phải cho sandostatin, bù dịch sandostatin. Rồi và nếu bệnh nhân này bị rối loạn đông máu, bệnh nhân rối loạn đông máu thì nếu mà bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa còn đang xuất huyết tiêu hóa diễn tiến mà INR trên 1.5 thì mình phải xem xét mình truyền huyết tương tư đông lạnh. Còn ca này thì có thể không cần, vì mình thấy là, tại vì mình biết là cái INE trong sơ gan thì nó không phản ánh đúng chính xác tình trạng rối loạn đông máu của bệnh nhân. Tại vì trên những bệnh nhân sơ gan thì cái yếu tố đông máu nó sẽ bị giảm, đúng không? Nhưng mà yếu tố tăng đông nó có thể tăng, do đó một mình DNA nó không phản ánh chính xác được tình trạng đông máu của bệnh nhân. Do đó nếu mà một bệnh nhân sơ gan bình thường mà không có xuất huyết gì á thì chỉ DNA bất thường thôi thì mình không có chỉ định là truyền huyết tương tư đông lạnh ha. Để chỉ truyền huyết tương tư đông lạnh khi DNA bất thường cộng với bệnh nhân có đang xuất huyết tiêu hóa trên lâm sàng thì mình mới truyền. Còn ca này thì thấy không có gì, thấy không đến nổi. Tức là xuất huyết tiêu hóa cầm rồi, xuất huyết tiêu hóa cầm rồi thì mà bệnh nhân ổn định thì mình không cần truyền. Rồi nếu mà tiểu cầu dưới 150.000 mà đang xuất huyết tiêu hóa thì mình phải truyền. Còn không thì, còn nếu mà không xuất huyết tiêu hóa, không xuất huyết diễn tiến thì thôi. Rồi phải làm thêm hồi sức tích cực ha, sandostatin, nội soi cầm máu, kháng sinh để dự phòng nhiễm trùng. Mình biết là xuất huyết tiêu hóa thì bệnh nhân dễ bị nhiễm trùng, do đó mình sẽ cho kháng sinh dự phòng nhiễm trùng là ceftiaxone hoặc là norfloxacin. Thì có một sách rồi mấy bạn coi lại ha, ceftiaxone hoặc norfloxacin để dự phòng nhiễm trùng. Rồi duflax để phòng bệnh não gan. Rồi ca này là về phần xuất huyết tiêu hóa. Rồi ca này không có chỉ định truyền máu ha, tại vì HB mình truyền máu để duy trì HB từ 7 đến 9. Còn ca này 10 thì không có chỉ định truyền máu.
Rồi, ca gan thì từ từ mình trị tiếp ha. Tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, kiểm soát đường huyết. Rồi, taxi, rồi viêm gan CVC mạn thì mình kiếm coi có thực sự bệnh nhân bị viêm gan C hay không, là mình cho thuốc mình điều trị viêm gan C thôi. Rồi, các bạn nào hỏi gì về ca này không? Anh ơi, cho em hỏi tí xíu. Hỏi đi. Dạ, em thấy ở bệnh nhân này hồi nãy mình nội soi á, mình không có thấy được cái bởi dạng tinh mạch thực quản mà mình thấy được cái huyết khối á. Thì nếu như mà mình điều trị giống như ở trong đó cái hướng điều trị của mình là cột thắt tinh mạch thực quản á, thì có nó làm tăng áp lực của cái tinh mạch thực quản nhiều hơn nữa không anh? Tại vì nó đã có một cái huyết khối trong đó là nó chưa có vỡ mà bây giờ mình cột á. Cái huyết khối hả? Cái huyết khối là nó làm tăng áp tĩnh mạch thực quản, đúng không? Thì nó làm tăng áp tĩnh mạch thực quản rồi mới vỡ, thì mình phải cột, đúng không? Còn chắc chắn là huyết khối không phải là chống chỉ định cột, còn nếu mình không cột thì nó có nguy cơ bị xuất huyết ha, nên là mình phải cột. Nói chung là bảo vệ tĩnh mạch thực quản là chỉ có cột thôi, còn xuất huyết thì Đúng mốt rồi anh phải ạ. từ từ mình điều trị cái thằng ca gan, rồi hy vọng thì nó bớt huyết khối, chứ còn đang cấp tính như vậy thì mà bệnh nhân có nguy cơ cao thì chắc chắn là phải cột thắt thôi, chứ mình không có biện pháp nào hết. Tại em thấy ở bệnh nhân này cái tĩnh mạch thực quản thì nó chỉ giãn độ 1, độ 2 có dấu son thôi, cũng chưa thấy nó À, có vỡ. dấu son là mình đã có chỉ định, nếu mà bệnh nhân đang xuất huyết ha, đang xuất huyết là có chỉ định, là chắc chắn là có chỉ định thắt rồi, còn dấu son là nó cũng sắp bể nên là mình cũng có chỉ định thắt luôn, có dấu son là thắt. Còn huyết khối thì mốt mình điều trị cái ca gan. Chứ có dấu son với đang xuất huyết là phải thắt. Nhưng mà nếu mà mình chỉ thấy cái giãn độ 1, độ 2 có dấu son mà mình chưa thấy vỡ anh, thì mình chẩn đoán bệnh nhân này là xuất huyết tiêu hóa do vỡ giãn tinh mạch thực quản thì nó có quá tải không anh? Thì thêm bây giờ mình xác suất ha, xác suất là mình sẽ có là bị vỡ giãn tĩnh mạch thực quản ha, do loét dịch tá tràng ha, do ca, thì cái ca này như vậy thì mình sẽ chẩn đoán dựa vào xác suất thêm cái gì ủng hộ là do vỡ giãn tĩnh mạch thực quản. Ủng hộ vỡ giãn tĩnh mạch thực quản là bệnh nhân bị xơ gan ha, bệnh nhân có tăng áp lực, bệnh nhân có huyết khối tĩnh mạch cửa, mình soi vô là có dấu son, đúng không? Mình soi vô có dấu son, có giãn tĩnh mạch thực quản ha, thì đó là những cái yếu tố ủng hộ là xuất huyết tiêu hóa do bệnh giãn tĩnh mạch thực quản. Còn xuất huyết tiêu hóa do loét thì mình có gì ủng hộ? Mình chả có gì mình ủng hộ hết nè. Bệnh nhân không có xài thuốc chống đông, mình rất tiếc là mình soi vô mình có máu, nhưng mà mình cũng cố gắng bơm rửa mà mình không thấy. Thì như vậy thì ca gan thì không có rồi. Như vậy thì giữa hai cái khả năng, nhiều khả năng xảy ra nhất thì cái kia cao điểm hơn, đúng không? Thì mình chẩn đoán cái đó là khả năng xảy ra cao nhất thì nó cũng hợp lý. Là nếu mà mình không chẩn đoán cái đó thì mình chẩn đoán cái gì? Thì mà mình phải điều trị ban đầu, mình không thể nào mà đợi mọi thứ một khi mà có đủ mọi thứ 100% thì là quá tốt, nó là lý tưởng. Còn khi mà không có đủ mọi thứ 100% thì mình phải dựa vào cái khả năng nhiều xảy ra nhất, mình phải điều trị theo cái hướng đó. Chứ mình không thể là mình nói cái này không chắc 100% rồi tôi không có chẩn đoán đâu, là không được, tại vì mình phải tại vì nó không chắc chắn 100% nhưng nó có rất nhiều yếu tố ủng hộ, có nhiều khả năng xảy ra nhất, và mình bắt buộc mình phải điều trị ban đầu. Mình muốn điều trị ban đầu thì mình phải phải theo dõi, mình phải dựa vào cái nguyên nhân nhiều khả năng xảy ra nhất để mình điều trị. Thì mình phải điều trị là do mình phải chẩn đoán là do vỡ giãn tĩnh mạch thực quản, thì mình vậy là mình điều trị theo hướng đó thôi, chứ mình đâu còn cách nào khác. Không lẽ bây giờ mình điều trị theo hướng loét dịch tá tràng thì quá bậy bạ, đúng không? Đâu có bằng chứng gì loét dịch tá tràng đâu, mà trong khi bệnh nhân xơ gan, bệnh nhân có dấu son gì tùm lum hết trơn. Rồi, đã nhìn không?
Em muốn hỏi một câu nữa là ở bệnh nhân này những cái yếu tố mà để giúp mình chẩn đoán được bệnh nhân xơ gan và cái tăng áp lực tĩnh mạch thực quản là do dựa vào cận lâm sàng mình mới có. Vì ở phía trên ngay cái phần lâm sàng á, là bệnh nhân ói ra máu đỏ bầm kèm với dịch lẫn thức ăn, rồi đặt xong dạ dày vô có máu đỏ tươi á. Thì cái dựa vào cái lâm sàng đó thì mình có nên nghĩ đến cái lúc mà lâm sàng thôi á nha, thì mình có nên nghĩ là viêm phế kỳ phát tràng nhiều hơn là phổi giãn tĩnh mạch thực quản không? Không, làm sao chỉ có như đó thì không thể nào mà mình nghĩ ra nguyên nhân gì được hết. Chỉ có bệnh nhân là chỉ có ói ra máu rồi xong rồi lẫn thức ăn rồi xong rồi đặt xong vậy là máu, thì tất cả những cái nguyên nhân cho dù nó là vỡ giãn hay là do loét vẫn có thể như vậy được. Chỉ dựa vào cái đó mà dựa vào đó không thể nào mà chẩn đoán được nguyên nhân, có như đó thôi đâu có thể nào chẩn đoán nguyên nhân. Cái này chỉ dựa vào ca này là chủ yếu dựa vào cận lâm sàng để mình chẩn đoán ca này á. Còn nếu mà bệnh nhân mà có lòng bàn tay son, có sa mạch, có tuần hoàn bàn hệ, có lách to, có bát bụng thì lúc đó quá tốt, mình chẩn đoán là lúc đó mình sẽ dựa vô lâm sàng để mình nghĩ là nhiều khả năng là do vỡ giãn luôn, mình không cần tính cận lâm sàng. Mình xin lỗi, không cần đến, nhưng mà lúc đó mình nhiều khả năng là do vỡ giãn. Nhưng mà cái ca này tiếc là lâm sàng không có gì hết, thì mình phải buộc lòng mình giữ cận lâm sàng. Còn cái chuyện mà chỉ có ói ra máu rồi xong dạ dày ra màu đỏ lẫn thức ăn thì nó không nói được nguyên nhân gì hết. Dạ cảm ơn anh. Rồi bạn nào hỏi gì nữa không? Rồi nói chung bạn khai thác, bạn làm bệnh án rồi là tốt rồi, đó, đầy đủ hết tất cả các phần. Một số làm tốt lắm rồi. Rồi mẹ ha, bạn nào hỏi gì nữa không? Rồi em hỏi gì mình nghĩ ha. À anh ơi cho em hỏi rồi, cái rồi các bạn. Anh ơi khoan anh ơi. Sao em? Dạ cái à, vậy là nhóm tiếp theo đi tuần này sẽ trình bệnh án vào thứ 3, thứ 5, thứ 6 hả thầy? Đúng rồi. Dạ. Nếu mà thứ 4 cũng được, nếu mà thứ 4 thì trình buổi tối. Còn nếu mà không thì làm biến trình buổi tối thì lại gom vào một cái ngày nào đó mình trình. Dạ có gì cho tụi em không trình ngày thứ 4 được không? Tại buổi chiều thì em lên khoa tụi em coi thêm bệnh án anh. Để tụi em chuẩn bị cho ngày thứ 5, thứ 6. Dạ. Ừ, miễn sao đủ bài là được. Dạ. Rồi mẹ ha. Vậy là à, rồi cái bài sao là tụi em sẽ né cái bài, sẽ không trình cái bài xuất huyết tiêu hóa trên đúng không? Để là trình cái phần khác. Viêm tụy cấp, sơ gan với lại bệnh não gan. Viêm cấp, sơ gan, bệnh não gan. Dạ. Phân tích dịch bán. Bây giờ phân tích dịch bán. Hay là một bạn nào soạn bài phân tích dịch bán đi. Giờ mình có kiếm được phân tích dịch bán không? Hồi sáng em đi trên khoa thì em không thấy bán bụng. Ừ. Thôi được rồi. Dạ. Vậy hả? Ừ. Ủa, mày là xong rồi đó mọi người. Ê, Tâm ơi, có gì bà gửi cái file này lên nhóm luôn nha bà. Cảm ơn bà nhiều nha. Tôi có gửi rồi á, tôi có gửi rồi. Ý là cái file bà mới sửa. Rồi, ok. Cảm ơn bà nhiều.